Hello, chào buổi sáng cả nhà nha. Hôm nay là sáng chủ nhật nè, thì hôm nay Oanh không có đi làm, Oanh nó off á, cho nên là hôm nay mình sẽ đi Christmas shopping nha cả nhà. Đây Oanh sẽ mình với chị gái của mình với hai đứa nhỏ. Thì trước khi đi shopping á thì Oanh chở mấy đứa nhỏ đi ăn trưa nha cả nhà. Hai đứa nhỏ nó exciting đi ăn trưa. Đây mình có chè bamboo nè cả nhà, có Sài Gòn ơi, nhưng mà mình sẽ ăn ở cơm tấm Thiên Hương nha cả nhà. Hai đứa đi, no, we go eat first, đi con. Fly line not that way, this way, go, yeah, đi go ahead. Tới đây mình đã nghe mùi thịt nướng thơm phức rồi. Đây, bây giờ đã tới cơm tấm Thiên Hương. Đây, cơm tấm Thiên Hương. Rồi, đi vô cửa. Oh, hình như là phải đợi. Để Oanh check in coi. Rồi, bây giờ mình đang đợi bàn nha. Cả nhà, hôm nay quán hơi đông, cho nên là mình còn đang đứng ra đợi bàn. Rồi nha cả nhà nha, hấp dẫn lắm. You like it? Yeah. Okay. Rồi cả nhà, đây là của Oanh nha, bún thịt nướng chả giò, hấp dẫn. Bây giờ ăn xong ở cơm tấm Thiên Hương rồi, bây giờ Oanh dẫn hai đứa con của mình với chị của Oanh đi qua Bamboo mua chè ăn nha. Quay đợi coi có xe không rồi đã. Ok, đi con, đi nè con. Giờ mình sẽ đi qua chè Bamboo để mua chè ăn. Ok, đi con. Rồi, vô mua chè. Mở cửa. Wow, Christmas đẹp quá nè. Ok, come here, mommy order. Bây giờ mình là có chè rồi nha. Của Oanh là bơ dầm. Rồi ok đi con. Rồi mình đã vô tới bên trong qua mạc. Thì bây giờ mình sẽ đi vòng vòng coi thử năm nay qua mạc nó có bán holiday gift như thế nào nha. Đây sofa thì Oanh thấy đây có thoi rồi nè. Đây thì họ bán gà nóng nướng mỗi ngày ở đây. White pie. Có những cái ly gift set như vậy. Đây thì mình thấy có thoi, có đồ chơi cho con nít nè cả nhà. Rất là dễ thương luôn. Where em con? What are you doing over there? Nhóc của Oanh nó thấy súng đồ chơi là nó no fine. You have it already. Rồi thôi bây giờ mình sẽ đi tới hàng quần áo ha. Rồi đi nào Clyde, go. Đây. Put in the cart.
What is that, Alina? It's a blanket. Rồi đây. Giờ Wanda vô tới hàng đồ quần áo cho con nít. Tina. Check out that sweater for me. I'll pick up that for you or for me. No, for you. That's for you. Okay, look for some of the sweatpants, con. Sweatpants? Yeah. You need a couple more sweatpants. Thì ở đây là đồ của con nít. Babies. Anh đang đi vòng vòng để kiếm mấy cái quần bận ấm cho con gái của anh. Đây nè con. Đây, right here đi nè. Đây cả nhà. Bây giờ anh... Adina, what color do you want? Pick the color that you want. Okay, pick the size. What my size? Your size is probably... Seven. Seven or eight. Đi. Yeah. Why? That's sick. No, con cái đó lạnh lắm. That's for Christmas. Yeah. Nhưng mà bận con que cái này nó mỏng lắm. No, it's cold. It's gonna make your feet cold. Your leg cold. Yeah. Đây có mấy cái bộ đồ ngủ chân nít luôn. Đi Clyde ơi. Where đi nè. Ở đây nó có mấy cái bát phạt nhỏ nhỏ cho con nít dễ thương đó nè. What is that? Oh, it's a gift card. Yeah. Bên này nè, đi nè. Bên này nó có cái Christmas sweater. Cái mà chiêu rồi này nó hơi mỏng. Màu thì đẹp nhưng mà nó hơi mỏng. À hả? À. Fly, come here. That's for girl, Fly, not for boy. Đây nó có mấy cái áo shirt dễ thương. Không biết cái này mấy đồng nữa. Nó có màu tím, màu vàng. Dễ thương lắm. Đây nó có màu blue này rất là dễ thương luôn nè. Không biết nó lẻ giá bao nhiêu. Ồ, 5 đồng 98. Adina, pick a color. What color you like? Here, down here. Ew, Pikachu. This is a small one? No, I don't like it. Good Pikachu. Girl, that's for girl. The baby Yoda, don't show me. Ew, what, no baby Yoda? Hmm. I don't like it, I like Pikachu. Where you hung, all right? I'm home. Hmm. Okay. Rồi, put in the cart. Okay, bây giờ mình đi qua mua snack. Okay, con. We're gonna go get your school snack. Okay, put it back. Put it back. Đây họ có bán mấy cái áo Christmas cho đàn ông đây nè. Cả nhà. Okay. Okay, let's go. Con gái qua nó giỡn. Rồi bên đây thì đồ ngủ cho đàn bà mình ha. Bây giờ thì quanh với hai đứa nhỏ đi qua cái hướng bên này. Cái side bên này để mua má mới thấy rồi. Để đi mua snack cho school.
trường của hai đứa con Oanh thì nó có cho ăn sáng, ăn trưa, nhưng mà nó không có cho đồ ăn vặt. Dạ. Cho nên Oanh sẽ bây giờ đi mua đồ ăn vặt cho tụi nhỏ. Mom, the bullets is in this box. Okay. Rồi con, let's go. We go buy the snack. Huh? It's not toy time anymore. You all have your toy. Okay, let's go. Đây nó có bán đồ jewelry cho con nít. Mấy cái nhẫn, cái vòng tay rồi. Clyde, this is for girl. Tóc mũ cho con nít luôn ha. Đây. Okay. Clyde, come here. Đây có cereal. Clyde đâu rồi? Thì trường của hai đứa nhỏ đó, Oanh phải mua cái đồ ăn snack, là đồ ăn giống như là khi mà, tại vì con Oanh nó ở lại trường nó học, Oanh đăng ký cho tụi nhỏ là sau khi cái giờ học chính đó, nó ở trở lại trường thêm cỡ 4 tiếng đồng hồ để mà nó làm bài tập nè, với lại là có những cái trò chơi giống như là vẽ. Đây cả nhà, đây là mấy cái món cookie. Rồi đi xuống lấy snack nha, lên hurry. Bên đây là mình có chip ha. Rất là nhiều luôn. Đây là mấy cái hũ để mình dip mấy cái chip vô để mình ăn. Nó có chi nè, nó có sao xà nè. Hot Cheeto, where hot Cheeto here? Go get the box over here. Ok, rồi qua đây đợi cho mẹ chút. Ok, thì men lì á, Oanh thường mua snack cho mấy đứa nhỏ là Oanh mua cái này nè cả nhà. Nó gọi là goldfish, mà nó trong cái package như vậy đây. Tại vì mình dở cho con đít nó cầm lên trường á, cho nên mua cái package như vậy nó rất là tiện lợi. Nó vừa sạch sẽ mà tụi nhỏ nó mở ra nó ăn vừa đủ cái portion của nó thôi ha. Rồi, ok. Rồi con gái Oanh nó mới lấy cái bịch Cheeto này. Nó là giờ chip cây. Nó món đó là món ruột của nó đó, nó rất là thích ăn. Rồi bây giờ để Oanh lấy thêm. Đây. Ok, we're gonna go to the other side and get water, ok? Đây. Rồi thêm một cái box này nữa. Trong này nó có mỗi loại nó có 15 bịch nhỏ như vậy. Một bên đó là chip, còn một bên đó là cái Oreo cookie. Nó có thêm một cái box này nữa, nó cũng có good choice lắm nha. Trong đây nó có 10 cái để coi. Nó có 10 cái gói Oreo cookie, có 10 cái gói cracker mà có cái chi ở trong nè, với lại cũng có chip luôn. Cũng có cookie luôn. Thì chắc Oanh lấy cái pack này đi, tại nó có nhiều lựa chọn hơn. Rồi Oanh sẽ đổi cái pack kia, Oanh lấy cái pack này. Oanh sẽ bỏ cái này lại cho người khác. Rồi cũng không quên lấy luôn một cái hộp này nữa. Đây, Oanh cũng rất là mê cái món này nha cả nhà. Rice Krispie. Rồi cái phần mà ăn snack của mấy đứa nhỏ lại là xong. Thì bây giờ mình sẽ đi qua lấy nước. What is that? Oh, a parrot poo. Rồi ok, put in there. It's cái quần nó tự lựa đồ snack cho nó luôn. Rồi ở đây thì mình có một cái Oanh sẽ lấy thêm cái này, một hộp chip mà snack nhỏ này nữa. Đó. Thì con Oanh nó thích những cái chip như dạng vậy. Thì Oanh sẽ lấy cái box này luôn. Oh. Rồi Clyde, đi con. Thank you, đi nè. Đây nó bán nước ngọt.
Thì mình sẽ đi qua cái dãy mà có water. Mình lấy water. Ủa, water đâu rồi? Ok, go down there more. Ok, we have to go down more to get water. Right here. That. Ok, that made me get water, ok? Yes. Con trai của anh nó đang khát nước quá. Cho nên bây giờ anh sẽ lấy... Anh mua nước rồi sẵn lấy ra một chai cho nó uống luôn nha cả nhà. Thì về trong lúc đi thì con trai Oanh nó khát nước quá cho nên Oanh mua một cái khay nước như vậy. Không, con không có để cho chồng con lấy ra để uống. Ok, rồi. Thì Oanh cho nó uống trước luôn. Thì mình cũng sẽ ra mình trả tiền thôi. Thì trong cái aisle này thì nó bán bia nè cả nhà. Bia ha. À, rồi có rượu nữa. Rượu đỏ rồi đó nè. Rồi bây giờ mình sẽ luôn lấy sữa cho mấy đứa nhỏ. Oh no, con turn this way. We're gonna get milk over here. Ok, go back. Rồi, dì Hương đẩy đi. Rồi, bây giờ mình đã tới cái dãy sữa. Đi nào. Get the milk con. Like, can you help chị? Rồi, put in the cart. Dì Hương khói kìa. Giỏi, đưa đây mẹ coi. Ở đây thì nó bán mấy cái đồ mà giống như là rau củ mà nó làm đông, nó bỏ đông đá nè. Mình chỉ có mua về rồi mỗi lần mình nấu là mình lấy ra thôi. Rất là tiện lợi luôn. Cái này là 16 đồng 88, nó gọi là sushi cho mấy đứa nến nó ôm. What is that? Who is it? Oh, Lexi. Can we buy this? Wait, let me see her name. Tên gì con? What is his name? What the animal? Oh, what? Emily, huh? What's his name? My name is James. James? That's not a girl name. Rồi, kê put James back. Đi nè. Put James back đi. Ok, let's go. Thank you.
Ở đây Quanh thấy họ có một cái mirror này. Nó có line nè, Bluetooth LED vanity mirror. Mình có thể để cái phone ở đây chót luôn nè cả nhà. Wow, chắc Quanh sẽ mua cái này. Để Quanh coi thử bao nhiêu tiền nha. Rất là tiện lợi nha các bạn. Nó để vừa mình để cái phone đây, mình vừa làm trang điểm với cái mirror này luôn. Thì ở đây nó là 40 đồng. Cái giá của nó on sale 40 đồng nha các bạn. Rất là reasonable price. Quanh sẽ mua cái này. Rồi. Ở vô cái shopping cart của mình luôn. Ok. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way.
Thank you.